Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày mất của danh nhân Phan Huy Ích, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai, Ủy ban nhân dân xã Sài Sơn và dòng họ Phan Huy tổ chức hội thảo khoa học danh nhân Phan Huy Ích 1751-1822 và dòng họ Phan Huy tại xã Sài Sơn, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học đến từ các đơn vị nghiên cứu đào tạo lớn ở trong nước và một số học giả nước ngoài. Đặc biệt, ông Ban Ki-moon, nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Giám đốc Quỹ Ban Ki-moon vì một tương lai tốt đẹp hơn cũng gửi video lời phát biểu chào mừng hội thảo. Dòng họ Phan Huy có nguồn gốc ở làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, nay thuộc xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đến đời thứ 7, ông Phan Huy Cận, sinh năm 1722, mất năm 1789, thi đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ, xuất thân năm 1754. Ông từng giữ các chức quan, đặc tiến kim tử Vinh Lộc Đại Phu, bồi tụng nhập thị Kim Diên, kiêm nhập thị Bồi Tụng, quốc sử Tổng Tài, lễ bộ tả Thị Lang. Sau đó, ông quyết định chuyển cư sang xã Thụy Khuê, huyện Yên Sơn, phủ Quốc Oai, nay thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Từ đó hình thành một nhánh Phan Huy đất Sài Sơn, tiếp nối truyền thống của tổ tiên dòng họ Phan Huy ở xứ Nghệ xưa. Sau khi định cư trên vùng đất mới, các thế hệ tiếp theo đã kế thừa và phát huy truyền thống của dòng họ, đóng góp nhiều bậc hiền tài cho đất nước trong nhiều lĩnh vực như văn chương, lịch sử, ngoại giao, văn hóa, giáo dục. Có thể kể tên một số danh nhân tiếp theo của dòng họ Phan Huy đất Sài Sơn như Phan Huy Ích, Phan Huy Ôn, Phan Huy Sảng, Phan Huy Quính, Phan Huy Thực, Phan Huy Chú, Phan Huy Vịnh, Phan Huy Dũng, cũng như nhiều nhân vật khác đóng góp cho lịch sử văn hóa Việt Nam thời hiện đại và đương đại. Trong số các danh nhân của dòng họ Phan Huy đất Sài Sơn, Phan Huy Ích có vị trí nổi bật. Năm 1775, đời vua Lê Hiển Tông, ông thi đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, rồi trải qua các chức quan Hàn Lâm Viện Thừa Trị, tham chính xứ Sơn Nam. Sang thời Tây Sơn, cụ được phong chức Hữu Thị Lang Bộ Lại, Thị Trung Ngự Sử, Thượng Thư Bộ Lễ, Tước Thụy Nhan Hầu. Năm 1790, ông được vua Quang Trung cử đi sứ sang nhà Thanh và đã có những đóng góp lớn lao cho lịch sử bang giao với nhà Thanh. Đến thời Nguyễn, ông ở tại quê nhà dạy học. Phan Huy Ích để lại nhiều tác phẩm, tập trung trong các sách Dụ Am Thi Văn Tập, Dụ Am Ngâm Lục, Dụ Am Văn Tập, v.v. Đồng thời có thơ văn chép trong nhiều sách khác. Ngoài ra, ông còn biên soạn một số bài văn bia. Ông mất tại quê nhà vào ngày 20 tháng 2 năm Nhâm Ngọ, tức ngày 13 tháng 3 năm 1822 dương lịch. Nối tiếp dòng mạch khoa bảng mà danh nhân Phan Huy Ích khai mở, dòng họ Phan Huy còn có rất nhiều nhà chính trị ngoại giao nổi tiếng, những giáo sư tiến sĩ, nhà khoa học được vinh danh qua các thời kỳ. Dù hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng tựu chung lại thì đời nào, thế hệ nào, dòng họ Phan Huy cũng vẫn luôn phát huy truyền thống khoa bảng, tinh thần hiếu học, góp sức cùng chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Cụ chúng tôi được nhiều sự đánh giá, đặc biệt nổi bật nhất là về lĩnh vực ngoại giao. Ngài Ban Ki-moon đã nói là một nhà ngoại giao vĩ đại của Việt Nam ở thế kỷ thứ 18, 19. Và nhiều nhà học giả nước ngoài cũng đánh giá cụ là đã để lại một cái khối lượng văn thơ đồ sộ. Chỉ rất tiếc rằng là con cháu chúng tôi không tìm hiểu được hết. Thì chính nhờ cuộc hội thảo này mà con cháu chúng tôi hiểu thêm, biết nhiều về tổ tiên của mình, để tự hào với tổ tiên của mình và xứng đáng với cái truyền thống mà tổ tiên đã dày công vun đắp. Em được nghe những lời phát biểu của những người đi ở thế hệ trước, thì em thấy rất là tự hào về dòng họ của nhà mình. Bây giờ em thì phấn đấu, muốn được phấn đấu phải cố gắng học
học tập thật giỏi và có thể là phấn đấu để có thể được giúp ích cho đất nước và dòng họ của mình. Hội thảo đã nhận được 18 bài tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Đơn vị có nhiều tác giả tham luận nhất là Viện Hán Nôm. Nội dung các tham luận bao quát các khía cạnh, thể hiện rõ nét trên 3 phương diện. Một số vấn đề chung về dòng họ Phan Huy đất Sài Sơn, thân thế sự nghiệp của danh nhân Phan Huy Ích, thành tựu thơ văn của Dụ Am tiên sinh. Các tham luận đều đi sâu phân tích về hành trạng thân thế sự nghiệp, văn hóa bản trước tác thành tựu thơ văn của danh nhân Phan Huy Ích, đặt trong mối quan hệ với dòng họ Phan Huy đất Sài Sơn cũng như trong nền tảng văn hóa thời trung đại. Cá nhân tôi thì nhận thấy là ngoài những cái vấn đề mà đã được nêu ra ở trong hội thảo thì còn một cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh, đấy là vấn đề văn hóa dòng họ. Thì hiện nay chúng ta cũng nói rất nhiều đến cái nền giáo dục gia đình. Thì chúng tôi thấy rằng là giáo dục gia đình, ngày xưa chúng ta các cụ dùng là cái từ nếp nhà đấy, thì là cái vấn đề rất là quan trọng ở trong cái thời buổi ngày hôm nay. Giáo dục gia đình sẽ cùng với lại giáo dục xã hội và giáo dục quốc gia để tạo nên những cái mô hình nhân cách con người mà chúng ta có thể thấy là dòng họ Phan Huy nói chung và dòng họ Phan Huy nhánh Sài Sơn nói riêng là đã làm rất tốt và là những cái tấm gương đáng học hỏi để chúng ta tạo dựng ra những cái mô hình nhân cách con người trong cái thời đại mới. Đặc biệt là những cái di văn ấy là lưu trữ ở các địa phương mà tập trung xung quanh chùa thầy để thì có dòng họ Phan Huy rất là nhiều. Và trong đó nổi bật là Phan Huy Ích, ông là một tác giả, là một tri thức lớn. Thì ông không chỉ là sưu tập, ông chỉ là nghiên cứu, ông không chỉ là một người ấy, là sáng tác và để lại những tác phẩm mà ông còn có một ý thức là sưu tập những cái di sản của cha ông để mà bảo tồn và lưu truyền về sau. Tiêu biểu trong đó là cái minh chuông chùa thầy ấy. Cái minh chuông này là được khắc và đúc vào thời nhà Lý, rất là cổ, và đây là một cái minh chuông mà minh văn nó hay mà là từng ví nhưng sánh ngang với lại văn chương của thời Tống, thời Đường Trung Quốc. Và cái đó nó cũng nói lên một cái vị thế của người Việt Nam ở thời kỳ đầu độc tự chủ ấy, là có cái vị thế về văn chương, về văn hóa cũng rất là cao, mà cái đó là được ông trân trọng và ghi chép lưu truyền lại. Phát biểu chào mừng tại hội thảo, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhấn mạnh, nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng, Tạo Hóa đã ban tặng cho Quốc Oai cảnh đẹp hùng vĩ, thế núi, thế sông duyên dáng như bức tranh thủy mặc, đặc biệt là dãy núi đá Sài Sơn Phượng Cách Hoàng Giá. Hiếm thấy nơi nào giữa vùng đồng bằng lại có hệ thống núi đá vôi nổi lên giữa cánh đồng lúa bát ngát, tựa như những hòn đảo nhấp nhô trên biển cả. Quốc Oai cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi đã sinh ra những danh nhân kiệt xuất, những nhà khoa học, nhà chính trị lỗi lạc. Quốc Oai cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi đã sinh ra những danh nhân kiệt xuất, những nhà khoa học, nhà chính trị lỗi lạc, đồng thời cũng là nuôi dưỡng nơi an cư tạo nghiệp của nhiều danh nhân văn hóa, nhà khoa học, nhà chính trị kiệt xuất của đất nước trải qua chặng đường lịch sử của dân tộc như Lương Quốc Trạng Nguyên, Nguyễn Trực, Sáng Như Hương, Hoàng Giáp Tiến sĩ Khai Khoa Phủ Quốc, Phan Hoan xã Sài Sơn, Tiến sĩ Kiều Phú xã Liên Tuyết, Tiến sĩ Vương Các Mái xã Đồng Quang, Hoàng Giáp Tiến sĩ Nguyễn Bình Tâm thị trấn Oai, Tiến sĩ Đỗ Văn Hiệu xã Tân Hữu. Đặc biệt là dòng họ Phan Huy ở Sài Sơn nức tiếng xứ Oai với các nhà khoa học, với các nhà khoa mạng, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà thơ, nhà văn hóa nổi tiếng như Phan Huy Cận, Phan Huy Ích, Phan Huy Ổn, Phan Huy Sạng, Phan Huy Quỳnh, Phan Huy Thục, Phan Huy Chú, Phan Huy Vịnh, Phan Huy Dũng. Trong đó tiêu biểu là tiến sĩ Phan Huy Ích, thượng thư Bộ Lễ, nhà chính trị, nhà ngoại giao vĩ đại, đã có nhiều cống hiến quan trọng về đường lối ngoại giao cho ba triều đại từ nhà Lê, nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn. Ông còn là nhà thơ, nhà văn lớn có nhiều đóng góp quan trọng cổ nhất cho dòng văn Phan Huy nói riêng và văn học dân tộc Việt Nam nói chung, với nhiều tác phẩm phong phú, nhiều thể loại trong các tác phẩm tiêu biểu như Dụ Am Thi Văn Tập, Dụ Am Ngâm Lục, Dụ Am Văn Tập, Cúc Đường Bách Vịnh, Yên Tài Thu Vịnh, Tinh Sa Kỳ Hành, v.v.
Hội thảo khoa học đã góp phần giúp các thế hệ con cháu và nhân dân địa phương hiểu rõ hơn về những đóng góp to lớn trong quá trình đấu tranh giữ nước của dân tộc, đặc biệt giai đoạn cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 của danh nhân Phan Huy Ích và dòng họ Phan Huy, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao niềm tự hào, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau. Thưa quý vị và các bạn, thị trấn Quốc Oai và xã Vô Cát phải tuyên truyền vận động các chủ lò gạch thực hiện nghiêm việc tháo dỡ xong trước ngày 30 tháng 3, riêng xã Vô Cát xong trước ngày 24 tháng 3. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện tại buổi kiểm tra trực tiếp tại hai địa phương trên. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện yêu cầu lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chủ lò gạch dừng ngay hoạt động và tự giác tháo dỡ các lò gạch thủ công theo đúng quy định của nhà nước, kiên quyết ngăn chặn không cho các phương tiện chở vật liệu vào khu vực lò gạch. Các xã thị trấn phải huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc để xử lý triệt để các lò gạch hoạt động trái phép trên địa bàn. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Phú Cát và thị trấn Quốc Oai cần hoàn chỉnh kế hoạch cưỡng chế, đặt ra các tình huống giả thiết để có phương án ứng phó kịp thời. Phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện chuẩn bị nhân lực, phương tiện để tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm 4 lò gạch thủ công tại hai địa phương vào cuối tháng 3 này. Sau đó huyện sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục giải tỏa 10 lò gạch ở các xã còn lại trong tháng 4 năm 2022. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện yêu cầu các chủ lò gạch khẩn trương tự giác tháo dỡ công trình vi phạm theo đúng quy định. Trong đó đối với các lò gạch của xã Phú Cát phải phá dỡ xong trước ngày 24 tháng 3. Lò gạch tại thị trấn Quốc Oai phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 3. Trong quá trình giải tỏa tháo dỡ các chủ lò gạch thiếu nhân lực phương tiện thì kiến nghị Ủy ban nhân dân xã thị trấn hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ. Sau thời gian trên, các chủ lò gạch không giải tỏa xong, lực lượng liên ngành của huyện sẽ vào cuộc cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đã tổ chức nhiều buổi làm việc tuyên truyền vận động và gia hạn cho các chủ lò gạch hoạt động trái phép tự tháo dỡ công trình vi phạm. Đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân thị trấn Quốc Oai và xã Phú Cát phối hợp với phòng kinh tế, công an huyện, đội quản lý trật tự xây dựng khảo sát, đánh giá thực tế tại hiện trường. Từ đó hoàn thiện phương án cụ thể, phân công rõ người, rõ việc và huy động lực lượng, phương tiện máy móc, tổ chức tháo dỡ, cưỡng chế công trình vi phạm, đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã trực tiếp kiểm tra tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của huyện. Qua kiểm tra, đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại bộ phận một cửa của huyện tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm việc thực hiện văn hóa nơi công sở, có thái độ phục vụ người dân tận tình, chu đáo. Tiếp tục triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân, rà soát niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định nhằm cắt giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy trình, thời gian giải quyết. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 để người dân hiểu và có thể thực hiện giao dịch trực tuyến tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân huyện do đồng chí Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với xã Thạch Thán về thực hiện quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 và việc thanh quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn ngân sách trên địa bàn. Nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực Hội đồng Nhân dân xã tham mưu xây dựng quy chế hoạt động và được 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhất trí thông qua, đồng thời ra thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên. Việc ban hành nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã được thực hiện đúng trình tự luật định. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Hội đồng Nhân dân xã đã ban hành 19 nghị quyết và tuyên truyền để cán bộ và nhân dân nắm bắt và thực hiện đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Về việc thanh quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn ngân sách trên địa bàn, hàng năm Ủy ban nhân dân xã Thạch Thán đều xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt để triển khai thực hiện. Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản do xã làm chủ đầu tư đều được thực hiện nghiêm túc theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng. Năm 2021, xã Thạch Thán có 5 dự án công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 2 dự án nguồn vốn ngân sách xã, 2 công trình ngân sách huyện và 1 dự án ngân sách thành phố.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân xã cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, cần linh hoạt kết hợp việc tiếp công dân cùng với lịch của Ủy ban Nhân dân xã để cùng thực hiện. Tổ chức tốt phiên giải trình giải quyết các vấn đề ở cơ sở nếu có, tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ quyết toán dự án công trình còn nợ động, trình Hội đồng Nhân dân huyện để xem xét giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 3, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Quốc Oai do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Quốc Oai làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn xã Liệp Tuyết. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban liên quan của huyện. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã Liệp Tuyết đã tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Trong năm 2021, đã tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 147 lượt đối với 147 cơ sở sản xuất kinh doanh và 5 khu dân cư trên địa bàn quản lý. Đã tuyên truyền 150 lượt lồng ghép trong các hoạt động của chi bộ thôn, đoàn thể, chính trị xã hội tại khu dân cư. Phát 1.550 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy. Tổ chức ký cam kết an toàn phòng cháy chữa cháy cho 120 lượt đơn vị cơ sở, trong đó có 108 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đề nghị thời gian tới, xã Liệp Tuyết cần tăng cường công tác kiểm tra việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy theo quy định của thành phố và của huyện đối với các hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy. Rà soát, đánh giá lại để đưa cơ sở vào quản lý hoặc bàn giao quản lý theo quy định. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở thuộc danh mục do Ủy ban Nhân dân xã quản lý. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 3, tại Nhà văn hóa thôn 4, Ban chấp hành đoàn xã Cộng Hòa tổ chức chương trình bàn giao công trình sân chơi cho thiếu nhi và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã lần thứ 23 và thiết thực kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Công trình sân chơi cho thiếu nhi bao gồm bộ đu quay, xích đu và cầu trượt với tổng giá trị gần 17 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí được đoàn xã đứng ra vận động kêu gọi các tổ chức cá nhân doanh nghiệp mạnh thường quân và nhân dân địa phương chung tay ủng hộ tài trợ. Khu vui chơi được thiết kế với màu sắc vui tươi, đảm bảo chất lượng an toàn phù hợp với độ tuổi trẻ mầm non tiểu học. Cũng tại chương trình, đoàn xã Cộng Hòa tặng 3 suất quà, gồm quà và tiền mặt cho mẹ Việt Nam anh hùng Sĩ Thị Thuyết và hai gia đình người có công với cách mạng. Thực hiện chương trình công tác tháng 3 năm 2022 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cộng Hòa, Ban chấp hành đoàn xã đã xây dựng chương trình sân chơi cho trẻ em. Nhằm chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cộng Hòa lần thứ 23, nhiệm kỳ 2022-2027. Qua quá trình thực hiện chương trình, đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đồng chí thôn dân cư, các doanh nghiệp, các cá nhân ủng hộ, giúp đỡ để hoàn thành chương trình. Với tổng số kinh phí được vận động là 16.600.000. Qua đó, đoàn xã đã tổ chức xây dựng, thực hiện một xích đu, một vòng xoay ngựa và một máng trượt để tạo điểm vui chơi, an toàn, lành mạnh sau những giờ học tập căng thẳng dành cho các em thiếu nhi trên toàn xã. Trong thời gian sắp tới, thì rất là mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục ủng hộ để Đoàn Thanh niên xã nhân rộng mô hình này đến tất cả 6 thôn dân cư trên địa bàn toàn xã. Nhà văn hóa thôn 4 là nơi đoàn xã chọn làm điểm để lắp đặt công trình sân chơi cho trẻ em và được lãnh đạo thôn cũng như nhân dân rất phấn khởi ủng hộ chương trình. Với nhiều thiết bị vui chơi lành mạnh, bổ ích, phù hợp đã mang đến niềm vui cho không chỉ các cháu nhỏ mà cả các bậc phụ huynh. Bản thân chúng tôi, chỗ đại diện dân cư, chúng tôi rất là ủng hộ. Thế chúng tôi cũng họp ban công tác mặt trận của một số các cá nhân trong thôn cũng như là ban công tác mặt trận các ban ngành đoàn thể. Mỗi ban ngành ủng hộ đóng góp một chút. Thế thì chúng tôi thấy là cái mô hình này là rất tốt. Thực sự mà nói là để đảm bảo cái sân chơi cho các cháu nhỏ là rất tốt. Thì nhất là trong 2 năm vừa rồi nó dịch bệnh cho nên các cháu ở nhà học về vấn đề
trực tuyến, thế nên là nó có nhiều cái ảnh hưởng rất nhiều về tâm lý. Thế bây giờ chỗ bên đoàn xã cũng như là đã tổ chức cái sân chơi này thì cho bản thân chúng tôi đại diện thôn dân cư là rất là cảm ơn cái ý tưởng cũng như là cái tinh thần trách nhiệm của các cháu bên đoàn. Đoàn thanh niên của xã Cộng Hòa thì đã ra làm cái sân chơi giải trí cho các cháu, thì chúng tôi cũng cho các cháu để cho đại chơi cho nó chơi thoải mái, lúc nó nghỉ học thì hết có ra đây nó chơi nó. Cảm ơn đi tất cả các công đoàn thanh niên, các anh các chị đã làm cái sân chơi bổ ích cho các cháu. Việc trao tặng công trình sân chơi cho thiếu nhi và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tâm huyết, vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ xã nhà trong việc chung tay thực hiện tốt các chương trình, phong trào đồng hành cùng thanh thiếu nhi, trong việc học tập, hỗ trợ, nâng cao kỹ năng và đời sống văn hóa, tinh thần. Đồng thời thể hiện tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh bảo vệ độc lập Tổ quốc. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.